cái men nó trên đây nè, cá đực á, con cá đực thì nó trắng, không biết quay thấy không, quay gần lại hai cái men, hai cái kỳ ở phía trước đây nè, nó trắng lắm, nó trắng. Này con bắt lên thấy không? Nó nhảy ra ngoài. Đây nè, thấy trắng trắng này không? Đó. À, cái đó là cái đợt có sữa hay chưa để mình biết. Hay sữa ra. Sữa ra nè, đây nè. Đó, là biết là chuẩn bị có ấy rồi đó. Rồi, xin chào các anh chị các bạn nha. Thì hôm nay mình chỉ chia sẻ với các bạn là cách ép mấy cái loại cá lông nhãn này, cá này con này lông nhãn nè, màu đen blackmore, còn cái này là cá goldfish arena, cá đầu lân. Thì cách phân biệt trước khi mình cho nó đẻ thì mình coi con cái chỗ cái mang, hai cái mang nó trên đây nè, cá đực á, con cá đực thì nó trắng, không biết quay thấy không, quay gần lại hai cái mang, hai cái kỳ ở phía trước đây nè, nó trắng lắm, nó trắng. Này con bắt lên thấy không? Đừng có nhảy ra ngoài. Đây nè, thấy trắng trắng này không? Đó. À, cái đó là cá đực. Okay. Rồi con cá đực ở dưới đây, nó ở dưới đây thì nó có cái xương dưới bụng bụng nó nè, có cái lằn xương, còn con cá cái thì không có, nó mềm lắm. Đó. Rồi bây giờ mình chỉ cách nặng sữa nó luôn. Rồi bây giờ chỉ một con kia đi cho các bạn xem. Là con này con cái nè, cái này cá cái nè. Thì dưới bụng nó không có cái, nó bụng nó không có cái xương ở dưới, cái làn xương mà nó mềm lắm, trứng không à. Hai con này con đực nè, có cái làn xương cứng lắm các bạn, rồi nó cứng một cái làn cứng dưới đây nè. Đó, rồi cái trước men nó cũng có cái trắng trắng nữa, khi mà tới mùa nó sinh đẻ. Thì cho mà khi mình ép cá này có hai cách. Một YouTube family. So this is today we're trying to share with you how to breed goldfish. This is Oranda goldfish. So earlier he trying to share you guys how to identify the female between the female and the male of Oranda goldfish. So when you get the fish, you know, at the bottom of the belly of the fish, you know, where the male will have the hard line right here, the white hard line, whereas the female doesn't have it. Okay. So yeah, that's how you identify the female and the male. All right, continue. Rồi quay gần lại nè. Khi mình nặng ra thì cũng cái đực nó có sữa màu trắng. Ok, bây giờ nặng hả? Nặng thử vậy các bạn. Nói với các bạn là bây giờ mình làm theo cách nặng hả? Cái này ép cá theo mình làm ấy, còn tự nhiên là để cho nó rượt. Mà mình thử coi con nó có sữa hay chưa để mình biết. Hay sữa ra. Sữa ra nè, đây nè. Đó, là biết là chuẩn bị có ấy rồi đó. Thử con này coi. Đây này quậy quá nè. Okay, see, this is where you try to see if they have milk coming out. If the milk, the white milk coming out, it means that they have eggs inside already. Mình cứ nặng vậy xong mình thả ra, chút nữa mình làm lại thì nó có tiếp vậy á. Thì cái đó là để cho biết thôi đúng không? Biết để biết thôi. Còn này mình không muốn làm vậy nhiều, tại vì làm vậy nhiều con cá sợ nó mệt á. Cho nên để cho nó tự nhiên, nó muốn ấy thì bây giờ mình sẽ lấy một cái thau bự hơn cái này, mình bỏ đục bình cái lại ấy vô. Mình đợi nước đó, rồi qua ngày mai mình sẽ bắt mình bỏ vô cho nó đẻ. Ok. Để cho nước nó bay thuốc tẩy cái này. Rồi rồi cái khi mà cho đợi cho nó đẻ thì cái nước rồi cái oxy rồi này kia mình sao? Bỏ oxy vô, cho nó. Thì bây giờ xong cái này á là mình sẽ lấy cái thau bự mình đổ nước vô, mình chứa nước trong đó qua một đêm. Xong mà mình cho chạy oxy, bỏ đục bình vô. Rồi qua ngày mai thì mình bắt mình bỏ vô cho nó ấy thôi, tại nó chuẩn bị đẻ rồi. Cái cá này có theo tháng theo ngày gì không hả? Khi mình mua có còn phải tuổi tác gì giống như cá khôi không, có khác gì không? Con này mình mua lúc đó là 7 đô thì mua được cũng năm rồi đó. Mua được năm mà nó cỡ này, con hồi đó mình mua hai con này nè. Nhưng mà bữa mình thay nước á, xong mình bỏ không có chỗ chứa, mình bỏ vô cái hồ cá khôi á. Con cá khôi nó cắn nét cái mắt con cá này luôn. Con kia chết rồi. Con kia cá cái. Còn lại cái đực không ạ? Thì chút nữa qua ngày mai thì mình sẽ thử là mình bỏ con này, con đầu lân này với con cá lông nhãn này, là hai con đực ép với con cá mái này để coi nó ra một cái giống mới như thế nào. Ok. Yeah. Rồi bây giờ mời các bạn xem nha, mời các bạn xem coi cái mình cho cá nó gặp kiểu tự nhiên của cá long nhãn coi có thành công không nha các bạn. Ok. Rồi hôm nay là mình quay cho các bạn xem là mình đã ép cái giống cá này thành công nha các bạn. Thì hôm nay là nó nở ra được một ngày rồi, thì là 2 ngày sau nó nở ra, thì bây giờ là 1 ngày là 3 ngày á, các bạn thấy không? Đó, không biết thấy rõ không, giống như con lăng quăng vậy. Ừ, thấy. Nhiều lắm, đây nữa nè, nó cũng đâu khoảng 200-300 con gì á. Đó, thì bây giờ thì mình chưa cho nó ăn, khoảng ngày sau 2 ngày sau thì mình sẽ lấy cái chồng luộc cái chồng đỏ trứng gà mình cho nó ăn trước, cũng giống như cá khô vậy. À. Rồi mai mốt mà nó ăn xong rồi nó hoàn thành giống như có bao tử rồi, miệng rồi nó rộng rồi nó phát triển hơn đó, thì mình sẽ cho ăn đồ ăn loại kia. Ừ, các bạn nào mà chưa có coi cái video mà chia sẻ cách rặt cá thì các bạn vô coi ha. Mình không nhớ cái video nào mà trong cái mấy video cá khô của mình á đó. Mà mình nghe nói mình nuôi cá mà cá nó đẻ là hên lắm, mà có tiền mà sao mình chưa thấy có tiền ta? Mình thấy tiền chưa vô, mình thấy tiền thấy ra nhiều thức ăn rồi. Thấy nó ra không vậy mà con ơi các bạn ơi. Quá vui thôi cho các bạn xem để biết. Đây nè, quá trời luôn nè các bạn. Đó. Mấy em nè. Rồi bây giờ là mới 3 ngày thôi hả? Ừ, mới 3 ngày, hy vọng là mình để lớn lên xíu nữa mình quay cho các bạn xem coi nó ra hình dáng như thế nào. Hai cái loại nó rạp rồi. Bây giờ là nuôi riêng nó vậy nha các bạn, đừng có bỏ vô lại trong hồ. Bây giờ là mình chưa bỏ đồ lọc vô đâu, tại vì bỏ vô sẽ nó hút. Bây giờ nó nhỏ chỉ con lăng quăng. Nhưng mà bỏ cái ống nhỏ nhỏ đúng không? Bỏ cái ống oxy bây giờ nuôi bằng oxy. Các bạn nhớ đón xem là ít bữa nữa khoảng mình sẽ khoảng 3 tuần là lúc đó nó ăn được rồi, bắt đầu nó lớn á. Các bạn nhớ lúc nhỏ này thì nó lâu lắm nha. Lúc mà nuôi mình nó ăn được rồi. Thì hôm nay sau mấy tuần thì cái cá đầu lông của mình nó nở, nó cũng đã lớn chút xíu rồi, ba đuôi á các bạn. Thì hôm nay mình chia sẻ tiếp cho các bạn ha. Rồi mình sẵn đây mình chia sẻ luôn cho các bạn là cho ăn những cái thức ăn nào trong cái thời điểm này luôn ha các bạn ha. Rồi đây, mình khoe luôn cái chậu bông mùi dừa của mình nè các bạn thấy không. Trước khi cho các bạn xem cá thì mình cho coi bông đây. Thấy ba đuôi không? Đuôi nè, thấy cái đuôi không? Giờ mình cho ăn là 2 bịch đồ ăn này nè. Đồ ăn này thì nó nhỏ xíu à. Đây ha, nó gọi là gì hiệu đó đó hả? 4,18% protein luôn nè. Ừ. Ăn mau lớn lắm. Ừ. Thì cái này là bán 2 đồng 99 là 3 đồng. Ba đô. Nó gọi là first bite á, là cho mấy cái cá nhỏ mà mới đẻ các bạn. Của Nhật làm luôn. Sản xuất của Nhật. Rồi cái này hoặc là mình cho ăn chồng đỏ trứng gà. Thì nếu mà mình nuôi cá ít á thì mình cho ăn này, thì 3 đô bịch này thì nó ăn nó lớn là vừa. Ừ. Mình mua 2 bịch nè để dành lần sau cho đẻ nữa. Còn mà mình nuôi cá nhiều quá thì mình cho ăn chồng đỏ trứng gà nó rẻ hơn. Ừ. Tại vì 3 đồng là 1 dĩa trứng gà tới 12 trứng luôn. Cho ăn mịt mù luôn. Mình luộc trứng ra. Luộc trứng ra lấy cái chồng đỏ xong mình làm tan nát này, bỏ xuống cho nó cho ăn. Còn thức ăn cho các bạn xem ở trong. Cái này mấy tuần rồi ha, bữa giờ mình làm được mấy tuần rồi. Chắc 1 tuần rồi sao không nhớ. 1 tuần rồi. Nè, nó nhỏ xíu vậy nè. Nó nhỏ giống như là cá cát vậy, nhỏ hơn cát nữa, giống như là cám vậy các bạn, bột cà ri vậy á. Cái này chắc bổ. Rồi hôm nay là chuẩn bị mình thay nước cá này luôn. Rồi mình bỏ cái filter cái lọc vô. Chút nữa mình chỉ các bạn làm cái đồ lọc ra mà cho nó khỏi dính cá. Mình vớt nó ra đây nè cho các bạn xem cho nó rõ các bạn, bởi vì mình bỏ ở trong kia nó nhiều quá. Tại vì các bạn thấy không? Bây giờ mình bắt đầu thấy được cái đuôi nè, 3 đuôi nó xè ra. Đuôi xè ra nè, đó. Nó khác với cá khô. Nó cái đuôi. Thì lúc mà mình rập cái này thì 2 con đầu lân, còn 1 con cá long nhãn mắc lòi, để coi lớn lên nó ra như thế nào. Đó thì để chút cho các bạn xem cái đồ lọc mình làm. Ok. Đây này các bạn, đó các bạn thấy không? Nó rõ không? Các bạn thấy không? Nhiều lắm luôn á, mình đang vớt nó ra nè các bạn. Nè, hai thao luôn nè. Cho các bạn xem cho nó rõ. Đây. À, quá trời luôn nè, thấy không các bạn? Mình làm cái đồ cái lọ nước lọc vậy á, cho nó có e oxy gì thôi đó các bạn. Còn ở đây quá trời. Ừ, nhiều lắm. Mình vớt ra là chai nước đó, đó các bạn. Nè các bạn thấy không, thì trong đây mình thấy có mấy phần lớn là mấy con cá mà đuôi nó xè nhiều á, các con mà đuôi xè bự á là chắc nó lai cá long nhãn đó các bạn, cá mắt lòi đầu đen á. Đây, con này nè ha. Vậy là hôm bữa mình bỏ vừa cá long nhãn với cá đầu lân luôn hả? Thì còn mấy con mà cái đuôi mà nó hơi tép lại xíu thì cái đó cá đầu lân á. Lớn lên thì đây là cái đầu lọc nè các bạn. Đầu lọc nhỏ thôi thì cá còn chừng 2 tuần. Cá còn chừng 2 tuần thì bắt đầu mình làm cái đồ lọc cho nó lọc nước. Lọc nhỏ thôi, và ở đây mình bao lại cái đồ hút nữa, cá nó khỏi vô cái đồ lọc này, khỏi chết cá. Cái đồ lọc này thì cho 10 ga lông nước thôi. Giống như trong cái hồ kiến bình thường vậy. Loại nhỏ mà mình chế lại thôi. Rồi khi mà lớn lên chút á là các bạn cho ăn đồ ăn này nè, lúc mà nó ăn được mạnh rồi á. Nó flake, nó nổi lên trên mặt nước nha các bạn. Cái này cũng tốt lắm, tới 40% protein, ăn mau lớn lắm. Mà cái loại này trong nước không có đục nước. Nó làm không có đục nước. Cá koi cũng ăn được luôn, tất cả cá. Đây nè, nó đổi nè, nó đổi là pond flake nè, small là fish cho những cá nhỏ. Cá khôi được luôn, có goldfish. Rồi ăn nó có thể ra màu này kia luôn nè, làm cho nước trong nè, dễ cá dễ tiêu hóa nè. Đó, okay. Cái loại này á thì ăn cũng tốt lắm các bạn. Nhưng mà theo mình thì nếu các bạn làm thì cho ăn trứng gà nó hay hơn. Tại vì trứng gà nó rẻ tiền, nó không có tốn tiền nữa mà cho ăn được nhiều nữa. Nó mang lớn nữa. Cái này 3 đồng một bịch, 3 đô một bịch. Ok. Vậy thì hôm nay mình chia sẻ cho các bạn ha là cách rập cá đầu lân như thế nào. Bữa các bạn mình thấy hồi nãy các bạn thấy mình cho nó nặng trứng ra đó, thì bây giờ nó lên được như đây rồi nè, nó nuôi lớn rồi nè, được một tuần mấy rồi ha. Tại vì rồi nè, thì nếu như các bạn nào mà có thích những coi cách nuôi cá khôi này kia thì những video cá khôi của mình đó các bạn xem ha. Nếu như các bạn thấy thích thì các bạn nhớ chia sẻ cái video giùm mình nha, và cho mình cái thumbs up nha. Và nếu như các bạn thích mình làm những cái video gì về chủ đề cá nữa thì các bạn comment cho mình biết nha. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Bye bye.